Chỉ vài ngày nữa thôi, Black Panther Wakanda Forever, niềm hy vọng cuối cùng của vũ trụ điện ảnh Marvel trong Phase 4 sẽ ra mắt ngoài rạp. Nếu bạn là một người chưa biết tí gì về chiến binh báo đen, hoặc đã quên những gì diễn ra trước Wakanda Forever, thì sau đây sẽ là toàn bộ những sự kiện về chiến binh báo đen trước phần phim thứ 2 sắp ra mắt. Từ xa xưa, danh hiệu chiến binh báo đen đã được truyền lại lần lượt cho các vị vua của vương quốc Wakanda, một quốc gia bí ẩn nằm biệt lập tại châu Phi. Mọi chuyện bắt đầu từ 2,5 triệu năm về trước. Một viên thiên thạch Vibranium đã rơi xuống một vùng đất ở châu Phi. Nhiều thế kỷ sau, năm bộ lạc đến đây khai hoang. Họ phát hiện ra Vibranium. Năm bộ lạc đấm nhau sứt đầu mẻ trán cho đến khi có một người trong số họ được búp bẩn. Một chiến binh Bashenga được thần báo đen Bash chỉ đường đến nơi có loại thực vật tên là tâm hình thảo. Với nó, con người sẽ có được sức mạnh siêu phàm, khả năng thống nhất đất nước và trở thành chiến binh báo đen. Đúng vậy, Wakanda được tạo ra nhờ một liều doping. Bốn bộ lạc quy hàng trước Bashenga, chỉ mình tộc Jabari là không. Họ rời lên núi và tiếp tục lối sống thổ dân của mình. Bashenga cùng bốn bộ lạc tạo nên vương quốc Wakanda nhờ vào Vibranium. Wakanda trở thành quốc gia tân tiến và hùng mạnh nhất trái đất. Nhưng điều này khiến vương quốc trở thành tầm ngắm của các thế lực bên ngoài. Wakanda quyết định ẩn mình với thế giới, đóng vai chủ tịch giả nghèo. Và cũng từ đó, danh hiệu chiến binh báo đen lần lượt được cha truyền con nối cho các vị vua kế nhiệm của Wakanda. Cho đến hiện tại, T'Challa là chiến binh báo đen đương nhiệm. Anh là con trai của vua T'Chaka và nữ hoàng Ramonda. Anh có một người em gái tên là Shuri, một thiên tài công nghệ, người đã sáng tạo ra hầu hết các phát minh tại Wakanda trong thời điểm hiện tại. Tạm dừng chuyện gia phả nhà T'Challa lại. Tua đến năm 2016, T'Challa cùng cha của mình, Đức vua T'Chaka, được mời đến Liên Hợp Quốc tham dự một cuộc họp trong việc phê duyệt hiệp ước Sokovia, một hiệp ước được tạo ra để kiểm soát các Avenger và các siêu anh hùng. Qua trận chiến thảm khốc làm thiệt hại nhiều người tại Lagos, vua T'Chaka ủng hộ hiệp định vì trong số những người thiệt mạng tại Lagos có một người dân của Wakanda. Và ông cũng đã xem xét đến việc Avenger là mối nguy hại khi đã tạo ra Ultron nhiều năm về trước. Trái ngược với vua cha, T'Challa chỉ đứng chiêu, ngắm phố uống trà chiều. Chính trị là điều mà anh không mấy hứng thú. Góa phụ đen xuất hiện, cô nói cô cũng không thích chính trị. Thế là hai người trở thành bạn thân. Vua T'Chaka tiến đến, ông tự hào vì con mình vừa đẹp dai, cao to đen hôi, mà tán gái cũng giỏi, chính trị cũng tốt. Và ông hoàn toàn tin tưởng để giao ngôi vương cho T'Challa trong tương lai. Buổi hội nghị diễn ra, vua T'Chaka mang đến một bài phát biểu hào hùng từ một đất nước nghèo rớt mùng tơi đến các cường quốc trên thế giới. T'Challa không thích nghe phát biểu lắm. Anh nhìn ra ngoài, phát hiện một chiếc xe có dấu hiệu bất thường. Đầu T'Challa nảy số, anh lao về phía cha mình. Nhưng một quả bom đã thổi tung cả cuộc họp, cướp đi sinh mạng của vị vua Wakanda. Toàn bộ cuộc khủng bố là kế hoạch của Baron Zemo, và người thực hiện chính là chiến binh mùa đông Bucky Barnes. Sau cái chết của cha, T'Challa được góa phụ đen thông báo về việc chính phủ sẽ xử lý Bucky. Black Panther không tin chính phủ Mỹ, anh muốn tự mình làm hết. Lần theo dấu vết, anh tìm được Bucky tại một tòa nhà tại Bucharest. Một thằng cosplay báo đen xuất hiện khiến Bucky bất ngờ, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Falcon, Bucky tạm thời thoát khỏi móng vuốt của T'Challa. T'Challa đuổi theo từ nhà đến trường. Bucky chạy cũng nhanh, nhưng chạy và gông với còng thì cũng nhanh không kém. Đội trưởng Mỹ đến giúp Bucky nhưng cũng chỉ ngăn được Bucky không bị T'Challa xử lý. Cả hai người bị War Machine và quân đội bắt về. T'Challa cũng bị bắt nhưng mà anh hello motherfucker và để lộ thân phận chủ tịch với bản dân thiên hạ. Tất cả mọi người sau đó được đưa về trụ sở của chính phủ. T'Challa có cuộc trò chuyện với Captain và Falcon. Anh kể về nguồn gốc của chiến binh báo đen và giải thích lý do tại sao anh săn đuổi Bucky là để trả thù cho cha. Tại trụ sở, T'Challa gặp đặc vụ Sharon Carter và Everest Ross. Anh tạm thời bị giam vì danh tính báo đen của mình. Nhưng vì là hoàng tử của Wakanda nên anh đã được đặc xá ngồi phòng riêng có điều hòa và màn hình LCD 40 inch. Trong lúc chờ đợi, T'Challa gặp góa phụ đen. Cô nói anh sẽ có thể gặp rắc rối với việc tiết lộ mình là chiến binh báo đen vì hiệp định Sokovia có hiệu lực với mọi siêu anh hùng. T'Challa không quan tâm nhiều lắm. Điều anh cần làm bây giờ là dẫn độ Bucky về Wakanda để xử lý. Và điều này được đặc vụ Ross đồng ý. Trong lúc đó, tên Baron Zemo đã đóng giả làm bác sĩ tâm thần và thản nhiên đi vào phòng giam của Bucky ở phía ngoài. Thuộc hạ của Zemo đánh sập điện của trụ sở. Nhân lúc đó, hắn ta đọc toàn bộ bảng nguyên tố hóa học, khiến Bucky nổi điên, kích hoạt tiềm năng ẩn chiến binh mùa đông của mình. Anh ngang nhiên thoát khỏi trụ sở và sự rời đi của Bucky đã va phải ánh mắt của T'Challa. Anh đuổi theo và gặp Bucky đang phang nhau với góa phụ đen và đặc vụ Sharon. T'Challa lao vào pho xăm, không có bộ đồ mèo, T'Challa trở nên yếu thế. May mắn thay, chiếc nhẫn của cha anh để lại có khả năng counter Vibranium. Anh lật bàn, nhưng Bucky vẫn sủi được. T'Challa đành ngậm ngùi chờ thời cơ khác để bắt Bucky. Trong lúc đó, binh lính của T'Challa thông báo với anh rằng Captain đã giúp Bucky chạy thoát. Anh chính thức liệt Captain vào danh sách ăn đòn của Wakanda. Góa phụ đen đề nghị T'Challa gia nhập vào đội của Stark vì họ cũng đang muốn bắt Bucky và Captain. T'Challa đồng ý. Sau khi gia nhập cùng Iron Man, nhóm phát hiện được Bucky và nhóm của Captain tại một sân bay. Iron Man dò quét xung quanh và tìm được vị trí của Bucky. T'Challa đuổi theo. Captain chạy theo ngăn cản. Hai người trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng. Huyết thanh siêu chiến binh của Captain cũng mạnh, nhưng mà thuốc điều chế thì không thể mạnh bằng thuốc tươi được. Captain dãy dụa đủ lâu, chờ Ant-Man đến. Hai người kết hợp ném một chiếc xe tải về phía T'Challa, đủ để cầm chân anh ta và chạy thoát. Trên đường đến với chiếc phản lực để rời đi, nhóm của Captain bị Vision chặn lại. Nhóm của Iron Man cũng đuổi đến nơi. Hai bên lao vào đánh hội đồng. T'Challa tóm được Bucky. Bucky giảng hòa. T'Challa không tin. Đánh. Bucky ngã. Wanda ném T'Challa cứu Bucky. T'Challa lại đứng dậy tiếp tục truy đuổi. Ant-Man đẩy một chiếc xe về phía T'Challa. Vision cứu T'Challa. T'Challa lại đuổi.
Ant-Man lại cản đường, War Machine cứu T'Challa, T'Challa lại đuổi, Hawkeye cản T'Challa. Kèo này thì dễ cho T'Challa, Hawkeye thua, T'Challa đuổi kịp Bucky nhưng quá phụ đen làm phản, T'Challa cay. Nhưng anh không được đánh phụ nữ, lỡ bị quay clip lên mạng thì chết. T'Challa tiếp tục chờ thời cơ tiếp theo và anh đã may mắn khi bám theo Tony Stark. Anh ta phát hiện ra Bucky và Captain đang đến một phòng thí nghiệm ở Siberia. T'Challa đến nơi, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Zemo và Captain. Zemo tiết lộ toàn bộ kế hoạch đều do mình lập ra chứ không phải là Bucky. T'Challa nhận ra mình đã truy đuổi nhầm người, anh chuyển hướng sang Zemo. Sau trận chiến của Captain và Iron Man, Zemo nằm trên đồi thỏa mãn vì kế hoạch chia rẽ Avenger của mình thành công. T'Challa xuất hiện, Zemo tâm sự do Avenger đã khiến gia đình của mình tại Sokovia bị chết nên hắn đã trả thù. Hắn xin lỗi T'Challa vì việc giết T'Chaka hoàn toàn không phải là mục đích của hắn. T'Challa nghe cũng mủi lòng nên tha cho Zemo một mạng, thậm chí anh còn ngăn hắn tự sát. Anh bắt hắn ta phải sống và chịu đựng sự trừng phạt của pháp luật. T'Challa sau đó giao Zemo cho đặc vụ Ross giam giữ và có một cuộc nói chuyện với Bucky và Captain. T'Challa đề nghị giúp đỡ Bucky giải phóng tâm trí bằng những công nghệ của Wakanda. Captain và Bucky đồng ý. Một tuần sau cái chết của cha mình, T'Challa chuẩn bị trở thành vị vua kế nhiệm của Wakanda. Anh cùng Okoye đến Nigeria tìm Nakia, người mà anh yêu, với mong muốn cô sẽ về dự lễ đăng quang của mình. Cả ba người sau đó trở về Wakanda, một thành phố siêu tối tân được bao phủ bởi một lớp bảo vệ tàng hình. Họ dừng chân tại thành phố vàng, thủ đô của Wakanda, và T'Challa diện kiến nữ hoàng Ramonda, mẹ của anh, và cô em gái Shuri. Họ đến để thăm anh trước giây phút trọng đại sắp tới. Buổi đăng quang được diễn ra, bốn bộ lạc đã tụ họp đầy đủ để chào đón vị hoàng đế mới. Theo thông lệ của bộ lạc, T'Challa phải giải trừ sức mạnh của tâm hình thảo để solo 1v1 với một chiến binh dám thách thức. Bốn bộ lạc đều không dám ý kiến ý cò gì, nhưng đã có một vị khách không mời mà đến từ bộ lạc Jabari, những người đã từ bỏ Vibranium để sống một cuộc sống thổ dân trên núi. Thủ lĩnh M'Baku đứng ra muốn thách đấu T'Challa như một trận solo cơ bản. M'Baku gáy bẩn lấy lợi thế, anh chửi rủa Wakanda vì đã giao công nghệ quá tối tân cho một con nhóc và lăng mạ T'Challa quá yếu ớt chẳng thể bảo vệ được cha mình. T'Challa máu dồn lên não, anh chấp nhận thách đấu và đánh cho M'Baku biết ai mới là người có mặt to nhất trên poster. M'Baku thả chết chứ không đầu hàng. T'Challa khuyên M'Baku đừng chết, thế là M'Baku lại muốn sống, anh đầu hàng và ngôi vương thuộc về T'Challa để trở lại làm chiến binh báo đen. T'Challa lại một lần nữa phải uống tâm hình thảo. Anh isekai sang thế giới bên kia, đó là nơi các chiến binh báo đen sẽ tới khi họ mất đi. T'Challa gặp lại cha mình, anh nói mình vẫn chưa sẵn sàng để làm vua. Cha anh nói anh đã sẵn sàng rồi. Và thế là T'Challa sẵn sàng. Anh tỉnh dậy và bắt đầu ngày làm vua đầu tiên của mình bằng cách đi chơi với Nakia. Anh khuyên cô ở lại, Nakia không ở. Nakia nói với T'Challa cô muốn các đất nước láng giềng cũng được chia sẻ tài nguyên của Wakanda. T'Challa không đồng ý. Nếu sự thật về Vibranium lộ thì Wakanda sẽ bị dòm ngó. T'Challa đem chuyện này kể cho Kami của bộ lạc biên giới. Anh ta cũng không đồng ý giúp đỡ như đất nước khác. Đúng lúc đó, Okoye gọi hai người về họp hội đồng. Một tạo vật của Wakanda được tạo bằng Vibranium đã bị cướp tại bảo tàng. Người thực hiện là Ulysses Claw, một tên buôn lậu Vibranium đã từng bị Wakanda truy bắt nhiều năm. Okoye phát hiện vụ buôn lậu sẽ diễn ra ở Hàn Quốc và T'Challa đã xung phong để đi bắt Claw về. Để chuẩn bị cho chuyến đi, anh đến gặp Shuri để xem bộ đồ nâng cấp của mình. Shuri đã tạo nên một bộ giáp mới hoàn toàn nằm trong chiếc vòng cổ, giúp T'Challa có thể mang bộ giáp theo bất cứ lúc nào để phục vụ chiến đấu. Cô còn nâng cấp cho bộ giáp thêm khả năng phản lại sát thương, để có gì T'Challa còn lật kèo. Sau đó, Okoye và Nakia đến Hàn Quốc. Họ tiến vào một sòng bạc nơi được tình báo là sẽ xảy ra vụ buôn lậu. Trùng hợp đặc vụ Ross cũng ở đây và cùng mục tiêu với T'Challa. Đặc vụ Ross bảo T'Challa đi về đi, để cục tình báo còn làm việc. Bao giờ chơi với Claw chán họ sẽ trả cho Wakanda sau. T'Challa không đồng ý. Tên Claw sau đó cũng đến sòng bạc. Okoye vô tình bị lộ thân phận, buộc T'Challa phải động thủ. Anh bắt được Claw, hắn rút một khẩu súng bằng Vibranium ra bắn T'Challa và bỏ chạy khỏi sòng bạc. T'Challa kích hoạt bộ áo đen bám theo, anh nhảy lên chiếc xe điều khiển từ xa của Shuri. Claw bắn nổ chiếc xe, nhưng T'Challa vẫn bám được vào xe của hắn ta. Anh chọc thủng bánh xe và bắt được Claw. Hận thù trong người T'Challa suýt chút nữa đã khiến anh giết Claw trước livestream Instagram của người dân. Anh bình tĩnh lại và đưa Claw về chỗ của Ross, coi như là có chút tình nghĩa với cục tình báo. Nhưng sau khi thẩm vấn xong thì giả dép anh đưa Claw về. T'Challa gắn một máy nghe lén lên người Ross và theo dõi cuộc trò chuyện của Ross và Claw. Claw bắt đầu tiết lộ về gia thế khủng của Wakanda. Lượng Vibranium làm ra khẩu súng này chỉ là cái đinh gì ở đấy. Ross bắt đầu nghi ngờ thì một vụ nổ diễn ra. Đồng bọn của Claw đến để cứu hắn. T'Challa nhận ra trên cổ một người trong bọn chúng có chiếc nhẫn của hoàng gia Wakanda. Anh bị chững lại một lúc nên đã để chúng chạy thoát, quay lại vào bên trong. Đặc vụ Ross đã bị dính đạn do đỡ hộ Nakia. Viên đạn vào chúng cổ sống, chỉ có duy nhất thiết bị của Wakanda có thể cứu được. T'Challa đứng giữa ranh giới cứu người hoặc để lộ bí mật quốc gia, và anh đã chọn cứu Ross. Okoye không đồng ý vì Ross là một người của chính phủ Mỹ, bảo vệ đất nước là một trách nhiệm cao cả, nhưng thấy người chết không cứu thì cũng chẳng phải là một vị vua vinh quang gì. Về phía Claw, hắn ta tưởng là đã trốn thoát, nhưng một người trong nhóm phản bội chính là Eric Killmonger, người có chiếc nhẫn hoàng gia Wakanda. Eric cũng chính là người giúp Claw ăn cắp tạo vật Vibranium trong bảo tàng. Do bất đồng quan điểm, Eric đã làm phản và muốn tự mình đến Wakanda. T'Challa đã có chút nghi ngờ về sự xuất hiện của Eric. Chiếc nhẫn đó là của người chú N'Jobu, em trai của T'Chaka, cách đây gần 40 năm trước.
nơi Jobu đã mang vibranium từ Wakanda ra thế giới bên ngoài để giúp cho những người da màu trên đất Mỹ có vũ khí để phòng thân. T'Chaka không đồng ý với quan điểm này. N'Jobu phản kháng và T'Challa đã giết chết người em của mình. T'Chaka trở về Wakanda mà không biết rằng N'Jobu còn có một người con và cậu bé đã bị bỏ lại. Đó chính là Eric, em họ chung dòng máu của T'Challa. Eric lúc này đã đáp xuống Wakanda, mang theo xác của Claw. Kabi chấp nhận đưa Eric vào trong vì anh có dấu hiệu của người Wakanda. Ross lúc này cũng đã tỉnh lại. Mọi nghi ngờ về Wakanda của ông đã được giải đáp toàn bộ. Khi biết Eric đang tới đây, Ross tiết lộ anh ta là lính do mình thuê để thâm nhập vào nhóm của Claw. Nhưng không ngờ ra thế của anh ta lại là ở Wakanda. Một cuộc gặp mặt diễn ra. Eric bày tỏ quan điểm giống hệt cha mình ngày xưa. Anh cũng muốn mang vibranium ra thế giới bên ngoài để giúp đỡ những người dân đang cơ cực. T'Challa không đồng ý. Anh có phải chúa đâu mà lo cho cả nhân loại. Anh chỉ có thể bảo vệ Wakanda mà thôi. Eric Killmonger không lòng vòng. Anh tiết lộ luôn mình là con ông cháu cha, với chiếc nhẫn là bằng chứng. Và anh có quyền thách đấu ngôi vương hợp pháp với T'Challa. T'Challa chấp nhận thách đấu. Cuộc giao chiến diễn ra. Hai bên khoe body 6 múi. Eric đã mong chờ giây phút này từ rất lâu. Anh dành hết nỗi uất hận từ bé lên T'Challa. T'Challa thua. Eric muốn giết T'Challa. Yuri đứng ra ngăn cản. Ông nhận tội giết cha của Eric xưa kia. Eric giết Yuri luôn cho cẩn thận. Sau đó anh ném T'Challa xuống vực, chiến thắng trong cuộc quyết đấu và trở thành vị vua của Wakanda. Eric sau đó được uống tâm hình thảo để nhận sức mạnh của chiến binh báo đen. Để không cho thằng nào nhận được sức mạnh này nữa, Eric ra lệnh đốt hết toàn bộ tâm hình thảo. Nakia may mắn đã nhặt được một bông. Sau đó Eric tiến hành cuộc họp hội đồng, ra lệnh cho quân đội Wakanda tiến hành xâm chiếm trái đất. Kawabi, người muốn che giấu đất nước lúc trước, cũng đã bị bài phát biểu của Eric thay đổi suy nghĩ. Và anh ta theo phe Eric. Những người thân còn lại của T'Challa phải lánh lên bộ lạc Jabari trên núi. Thủ lĩnh M'Baku không hề quan tâm đến cái chết của T'Challa, vì anh thực ra vẫn chưa chết. M'Baku đã vớt được T'Challa về và đang bảo quản vết thương cho anh. Nakia mang tâm hình thảo ra. Đó là phương thuốc cuối cùng để cứu T'Challa vì họ không thể trở lại phòng lab được nữa. T'Challa được uống tâm hình thảo. Anh một lần nữa đến với thế giới bên kia. T'Challa trách cha mình sao không cứu Eric lúc trước. Cha anh bảo là ông quên và ông phải bảo vệ người dân Wakanda hơn là cứu mang một kẻ từ thế giới bên ngoài. T'Challa tức giận. Quốc gia gì mà lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm như là mèo giấu cứt. Cuộc sống việc gì phải khổ thế. Anh bắt đầu nghĩ đến chuyện công khai Wakanda về thế giới. T'Challa tỉnh lại. Shuri đưa cho anh bộ đồ báo đen. Thứ anh cần tiếp theo là một đội quân, cụ thể là đội quân của M'Baku. M'Baku không giúp. Anh không phải người Wakanda. T'Challa phải tự mình đối mặt với Eric. Đội quân của Kawabi ngăn cản T'Challa. Tướng quân Okoye cùng binh lính làm phản Eric. Shuri và Nakia cũng tham chiến. Ross đột nhập vào phòng lab, sử dụng máy bay điều khiển từ xa để ngăn chặn những phi cơ lộ ra thế giới bên ngoài. Sau nhiều pha đánh nhau dài dẳng, Eric và T'Challa hẹn nhau dưới đường hầm. Shuri kích hoạt hệ thống sóng âm, khiến bộ giáp báo đen bị vô hiệu hóa. Hai anh em lại lao vào nhau trong một trận thách đấu khác. Eric thua. Trước khi chết, anh muốn ngắm hoàng hôn lần cuối. T'Challa muốn cứu Eric nhưng anh từ chối. Hai anh em ngồi ngắm hoàng hôn cho đến khi Eric chút hơi thở cuối cùng. Ở bên trên, Okoye bị quân của Kawabi áp đảo, nhưng đội quân của M'Baku đã đến và họ giành chiến thắng. T'Challa trở lại làm vua và Wakanda đã bình yên trở lại. Sau cuộc nói chuyện với Nakia, T'Challa quyết định công khai Wakanda với cả thế giới. Anh cùng Okoye và Nakia đến Liên Hợp Quốc công khai công nghệ tối tân của đất nước mình và gọi nền công nghiệp Mỹ là con. Lúc này tại Wakanda, Shuri đến gặp Bucky, người được cho phép ở đây để chữa trị. Anh được T'Challa tặng cho một cánh tay mới bằng vibranium để vặn lọ mứt cam cho tiện. Không lâu sau đó, nhóm của Captain cũng đến đây. Họ mang Vision đến dùng công nghệ của Wakanda gỡ viên đá linh hồn trên đầu Vision ra. Vì có một củ khoai lang vô cùng nguy hiểm, tên Thanos đang truy lùng viên đá này. Chưa kịp đến được bao lâu, đội quân của Thanos đã tìm đến nơi. T'Challa ra lệnh cho quân đội của mình chuẩn bị. Bốn bộ lạc và cả bộ lạc Jabari tập hợp lại cùng với nhóm của Captain. Họ giao chiến với đội quân quái vật của Thanos. Trong lúc T'Challa và đồng minh đánh nhau ở tiền tuyến, Vision lại bị một kẻ móc lốp, buộc anh phải ra bên ngoài. Tên Thanos dịch chuyển tức thời đến. Để ngăn chặn hắn ta lấy viên đá, Wanda phải phá hủy viên đá và Vision. Nhưng điều họ không ngờ tới nhất là Thanos đã có viên đá thời gian. Hắn ta quay ngược thời gian và lấy được viên đá. Với đủ 6 viên đá vô cực trong tay, Thanos búng tay bay màu một nửa dân số toàn vũ trụ, trong đó có cả T'Challa. 5 năm sau, nhờ nỗ lực của các Avenger, họ đã đưa được T'Challa và tất cả những ai bay màu quay trở lại. Anh tham gia trận chiến lớn với Thanos. T'Challa đóng vai trò quan trọng trong trận chiến khi anh phải bảo vệ găng tay vô cực, vũ khí hủy diệt của Thanos. Anh bị Thanos đánh bại và được Wanda đến cứu. T'Challa ném chiếc găng tay cho Spider-Man và thế là anh hết trách nhiệm trong trận chiến. Sau khi Iron Man hy sinh bản thân để tiêu diệt Thanos, trận chiến kết thúc. T'Challa tiếp tục làm vua của Wakanda. Anh cùng mẹ và em gái nhìn đất nước Wakanda thân thương một lần cuối. Trước khi T'Challa chết vì một lý do nào đó mà Marvel sẽ giải thích rất khéo để không bị fan chửi, em gái Shuri của anh sẽ trở thành chiến binh báo đen tiếp theo và họ chuẩn bị có một cuộc chiến với tộc người cá cầm đầu bởi Namor. Và đó là toàn bộ diễn biến cuộc đời của chiến binh báo đen trước Wakanda Forever. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.